Chào các bà con trở lại với Cảng Thế Giới Máy. Và ngày hôm nay mình chuẩn bị một bộ chỉnh sửa xe cao áp để gửi cho khách. Và trước khi đóng hàng gửi cho khách thì mình sẽ tiến hành kiểm tra và test thực tế cái máy để giao cho khách cho nó đảm bảo chất lượng, uy tín. Và bây giờ mời quý bà con cùng tham khảo, mình sẽ ráp phụ kiện và tiến hành test máy thực tế để cho quý bà con xem. Đường ống dẫn hút thì mình sẽ gắn vào phía bên này. Và mình đã chuẩn bị sẵn một xô nước này để test máy cho bà con xem. Và đây là dây xịt thì mình sẽ gắn vào bên hông, rất là dễ dàng, đơn giản. Như vậy là mình đã gắn phần máy vào máy xong rồi. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái súng xịt vào dây xịt. Súng xịt thì một đầu dây này dây hai đầu nhé bà con. Một đầu gắn vào máy và một đầu gắn vào súng xịt. Rất là dễ dàng. Đấy. Đây là cần xịt nhé bà con. Phía trước đây là cái béc mỏ vịt. Cần xịt thì mình sẽ gắn vào đầu súng. Đấy, như vậy là đã xong. Và phụ kiện máy vẫn còn cái bình xịt bọt trơn nhé bà con. Khi mà bà con cần gắn xịt rửa xe thì bà con gắn cái bình xịt bọt trơn này vào. Đấy, là ok. Và bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho máy nhé bà con. Đây là cấp nguồn cho máy. Cấp nguồn cho máy đấy. Và sau khi cấp nguồn cho máy thì mình sẽ bật công tắc bên hông này. Máy có công tắc và có núm cao su phòng bảo vệ công tắc, phòng rò rỉ nước nhé bà con. Rất là mạnh nhé bà con. Đấy, bà con nhìn xem. Rất mạnh. Quá ổn. Gia đình ta sử dụng một chiếc này thì bao nhiêu biết chơi bận trong sân vườn cũng như là khu vực chăn nuôi. Đấy, và vật dụng như đổ lạnh, máy giặt, điều hòa, quạt, quý bà con có thể dùng để xịt rửa. Rất mạnh, bà con nghe tiếng thế không? Mạnh cực kỳ luôn, đảm bảo luôn. Đấy, quá êm. Và cái béc mỏ vịt này thì nó có tác dụng chuyển chế độ xịt nhé bà con. Chúng ta có thể chuyển sang chế độ phun sương rồi bà con. Đấy, phun sương rất êm. Nhìn, đấy, cực kỳ mịn luôn. Máy đó áp rất là ok. Quá đẹp. Không phải chần chừ điều gì nữa. Đây là máy xịt rửa xe cao áp Wood Panda HP60 với công suất 2600W. Các bà con chưa có một bộ chiếc máy để phục vụ cho gia đình, hãy liên hệ ngay với cửa hàng chúng tôi qua số điện thoại ở dưới góc của video hoặc đến tại cửa hàng để được chúng tôi tư vấn chi tiết, chuyên cần, chuyên nghiệp, ân cần, chú đáo hơn. Bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại các bà con và mình sẽ đóng chiếc máy này vào thùng để chuyển cho khách. Chào bà con.